Ngày 10 tháng 1 năm 1610 là một ngày lịch sử trong khoa học. Vì đó là ngày mà Galileo Galilei ghi nhận một trong những mặt trăng của sao Mộc mà ông quan sát lần đầu tiên 3 ngày trước đó đã biến mất mà ông cho là bị ẩn sau hành tinh khổng lồ. Khám phá này cực kỳ quan trọng vì nó chỉ ra 3 ngôi sao cố định mà anh ta đã quan sát chỉ 3 ngày trước đó không hề cố định. Trong khi Galileo cuối cùng bị đưa ra xét xử vì phản đối hệ thống địa tâm, lấy trái đất làm trung tâm của các tầng trời vốn đã tồn tại vững chắc trong hàng trăm năm, những quan sát của ông cuối cùng đã được chứng minh là đúng. Để kỷ niệm những đóng góp đáng kinh ngạc của Galileo cho khoa học, đây là năm quan sát thiên văn bổ sung mà Galileo đã thực hiện cùng với các mặt trăng của sao Mộc. Mặt trăng cùng với việc chống lại hệ thống địa tâm, Galileo đã chứng minh rằng mặt trăng của chúng ta không phải là một hình cầu hoàn hảo, vì đây cũng là một niềm tin lâu đời. Ông là người đầu tiên suy ra mặt trăng có miệng núi lửa, núi và hố kim tinh. Ông quan sát thấy rằng sao Kim thể hiện các pha tương tự như mặt trăng của chúng ta. Cuối cùng đã góp phần vào mô hình nhật tâm, lấy mặt trời làm trung tâm của các thiên đường, sao Thổ và sao Hải Vương. Ông là người đầu tiên quan sát thấy rằng sao Thổ thực sự có các vành đai. Nhưng ban đầu ông đã nhầm chúng với các hành tinh và cho rằng đó là một hệ ba vật thể. Các ghi chép của Galileo cũng cho thấy rằng ông cũng đã quan sát sao Hải Vương, nhưng không nhận ra đó thực sự là một hành tinh vết đen, mặc dù không phải là người đầu tiên quan sát các vết đen. Galileo chịu trách nhiệm một phần trong việc quan sát chi tiết chúng vào khoảng cuối năm 1610 và là tác giả của cuốn sách nhỏ Những bức thư trên các vết đen, bắt đầu được lưu hành vào năm 1612. Giải ngân hà. Galileo quan sát thấy rằng giải ngân hà phân giải thành một cụm gồm nhiều ngôi sao. Điều này bác bỏ niềm tin lâu đời rằng bầu trời đêm nằm trên một hình cầu tiếp xúc với trái đất. Sự kết luận: trong khi Galileo nổi tiếng nhất với việc khám phá ra các mặt trăng của sao Mộc, các quan sát thiên văn khác của ông đã giúp hình thành hiểu biết hiện tại của chúng ta về toàn bộ vũ trụ. Mặc dù ngày nay các nhà khoa học thường chỉ tập trung vào một nghiên cứu, nhưng công trình nghiên cứu của Galileo cũng cho thấy sự sẵn sàng và khả năng mở rộng sang các lĩnh vực khác. Điều cuối cùng đã đóng góp vào sự phát triển của khoa học. Chúc mừng kỷ niệm Galileo Galilei! Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ! Xin chào! Chia sẻ hữu ích nhé!